Hi, Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình đi, trời ơi, thấy từ xa không thấy gì hết các bạn. Bữa nay mình đi thăm câu nha các bạn nha. Đây các bạn thấy nè, đó khu vực này là hoang vu lắm các bạn nha. Hoang vắng. Nói chung khu vực này là không có một cái bóng nhà nào hết nha các bạn. Khu vực này là như hoàn toàn là rừng rú nha các bạn nha. Cách nhà mình tới 20 cây nha các bạn. Khu vực này nếu mà được đi thăm bãi mà buổi tối các bạn nè, à, rất hấp dẫn luôn các bạn nha. Mà có cái là tối mình đi một mình, đi đâu bây giờ thăm bẫy của một mình mà cắm câu của một mình đó các bạn nè, đâm ra là không dám đi nha các bạn. Với lại mình cũng sợ các bạn nè, vắng quá các bạn nè, đâm ra mình cũng ngại, đâm ra mình không có đi cắm thăm câu đêm được. Nếu mà thăm câu đêm là khu vực là rất là tuyệt vời luôn các bạn nha. Đây là một cái hồ hoang nha các bạn, chứ không phải là hồ nuôi nha các bạn nha. Hồ này tất cả các nước nó đổ về các bạn nè, nó đổ về đây nè, mà ếch thì rất là nhiều, nó ếch mà nó nổi lên trên mặt hồ nhóc luôn á. Cái này mình câu cũng hấp dẫn lắm nè, đó các bạn nghe nhảy không? Đó, bây giờ mình tới chỗ điểm câu thăm mình sẽ quay cho các bạn xem nha, cũng gần tới rồi các bạn nè. À, nhưng mà con cái là khu vực này cái hồ này khó cắm, với lại cái chỗ này là tối hôm qua là mình cắm là nó trễ quá rồi, 6 giờ mấy tối thui, đâm ra mình rải cần dày luôn, có tí xíu mình rải quá thì dày luôn, chắc mình nghĩ chắc không dính đâu. Ồ, này không dính, ôi rớt các bạn ơi, không dính đâu. Ồ, cái cần kia dính các bạn nè, cần kia hình như cua hay gì, à cua ăn rồi, không dính rồi. Có gì nhịp các bạn nè, đó cần có nhịp nữa các bạn nha, dính không, có nhịp. Có cá, con này có cá rồi, có con cá nha, sâu, có cá các bạn. Câu nó hấp dẫn ghê, cá trê các bạn ơi. Ô mà con cua nó ăn bấy ngày luôn rồi. Con này bị xúc đây, con kia chắc không dính rồi. Ô con kia đứt cước các bạn ơi, phải không biết các bạn này. Nó dính ra con cua nó kẹp banh chành hết trơn các bạn. Cần này là sảy rồi, cần này sảy nha các bạn. Mình sửa lưỡi rồi đó, mình sao kỳ đó, cần này sảy rồi các bạn ơi. Cần này bị sảy nè, cần này mình cắm nhái mà sảy rồi. Còn cần này như đứt cước hay sao mà. Không phải. Cũng không dính luôn, ba cần dính luôn các bạn. Được dính. Dính có một cần mà cần này nó bị cua quất cho quất banh chành con cá trê các bạn nè, cắn sạch sẽ luôn. Đây ở cua đâu nhiều dữ trời, đây có chừng cục ấy, mình rải dày quá, tại nó tối quá hôm nay mình rải dày. Một con cá mà bị chúng nó ăn sạch thì nếu mình đi thăm tối là ngon lắm luôn rồi. Thôi để tới kia mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Cái chỗ này tối qua là trễ quá, cái ra mình cắm dày luôn các bạn. Rồi cần kia nhịp các bạn, đó thấy nó nhịp không, đó nó nhịp trời, xuống thằng nó dính rồi đó. Trời ơi mà con ếch kia nhá kia cắm dày luôn, mình rải cho nó hết cần kia, chắc cá gì mà dính đây không dính nha các bạn. Một cần không dính, hết mồi, cần này hết mồi luôn các bạn, cần cái gì cũng nhịp dữ đó. Ô con nhái vẫn còn các bạn ơi, hình như cao quá nó táp không tới, đi coi. Ồ có dấu táp các bạn ơi, à các bạn coi nè, táp rồi ruột luôn các bạn nè, đó táp lòi luôn mà lại không dính. Đây cần này dính các bạn, dính rồi bạn, đó cần này nè, đó, nó kéo kìa, con gì con đó, con hồ kéo mạnh lắm, nặng lắm các bạn nha. Ồ cá trê to các bạn, ô trời ơi to, con cá trê to, con to kìa bạn, đó, đây tiếp tục nha, một con các bạn, để đó, để đây, hồi cái nó sảy mất, để nó lát nữa mình sẽ bắt. Tại chỗ này mình tối quá cái này mình cắm bại đậy đó, cắm đại tràng luôn, mà nói chung đây cá nhiều lắm các bạn nha, quá trời cá luôn á. Cái mình không được thăm đêm nó sảy nhiều,
chung ngồi hết luôn, không có cái cần nào còn ngồi hết trơn. Đây cá. Nói chung hồ này dính được hai con. Dính được hai con mà bị ấy ăn hết con rồi. Rồi, để mình dừng lại cái mình móc cái này hết, bắt đầu tới lát nó bắt con cá trê. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, con cá trê này to các bạn nha. Thôi để mình bắt nó ra nha các bạn. Con này đúng to luôn á. Ây da. Hai con một hồ mà bị cua lụm hết một con rồi. Còn được một con. Cũng được. Sảy sẽ được sảy. Để câu mình sửa lại hết rồi các bạn ơi. Rồi một con nha các bạn. Thôi giờ mình tiếp tục đi tới cái hồ khác mình quay cho các bạn. Rồi mình sẽ quay tiếp nha các bạn. Rồi khu vực này mình có cái hồ này mình có 10 cần nha các bạn. Giờ mình đặt máy đây, đây mình sẽ đi vòng 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 cái hồ đó mình sẽ thăm nha các bạn nha. Rồi mình đặt cái máy đây nha các bạn. Bốn cần rồi không dính các bạn. Ô cần này sảy rồi, cần này mình cắm con nhái bự lắm nè mà không có dính. Bay vòng vòng kìa các bạn. Đó đang bơi các bạn. Năm cần. Chỗ này cái hồ này mình có 10 cần các bạn. Ồ không dính luôn các bạn ơi. Sao kỳ ta, sảy không à. Này mình thăm đêm là ngon lắm luôn. Là nó không sảy được. Không dính luôn các bạn. Dính con coi. Sao không cần rồi. Trời ơi. Trời con cá lóc nữa các bạn. Cá lóc nó ăn nó táp mà nó giật văng lên tới trên luôn. Còn cái đầu không mà sao kỳ vậy ta. Con gì ăn dữ ta. Mình không hiểu luôn các bạn ơi. Con gì ăn con cái đầu con cá lóc còn cái đầu không vậy. Bó tay luôn á. Thua. Con gì ghê ta. Ăn rồi cái đầu mà nó còn có cái đầu không các bạn nè. Này con cá lóc này bạn ơi, nó ăn con cá lóc này ăn nuốt vô trong luôn. Mà ăn còn cái đầu không à. Bó tay. Ở đây có con gì vậy? Gớm quá. Kinh quá. Ây dạ. Rồi cần này không dính luôn các bạn. Cần này thấy cái mồi vẫn còn luôn, không bị rỉa luôn. Ây dạ. Cá nhiều ghê các bạn.
Bữa nay chẳng lẽ được có con cá trê ta. Con này không luôn bạn. Con này hết mồi. Không câu cá, cắm câu cá nó không có thú vị. Nó không có hồi hộp bằng cắm câu. Ủa cái cần này nó mất tiêu rồi. Lâu đã mất rồi các bạn. Cần này mất mất cần luôn rồi. Nó đây. Mất cái cần luôn rồi. Lâu đã mất rồi. Có tay thì chứ. Mất luôn, lâu đã mất rồi. Cần này thấy kéo căng dây đó mà không biết sao đây. Không dính luôn mà. Ấy da, hết mồi luôn. Rồi, để mình chỗ kia cần kìa. Dưới đó cần để mình qua đây cái hồi quay lại lấy cần đó. Đâu ra? Cắm rồi. Này hình như không có sao đúng không? Này không có. Thôi cho các bạn xem đây các bạn nè. Trời ơi cái da rắn nè. Mình hết hồn luôn à. Trời ơi cái da rắn nó bự. Trời ơi cái này các bạn nè. Mà nó nằm đâu ta? Con rắn này là hổ dện nha các bạn nha. Con này là hổ dện nha các bạn. Trời ơi cái đầu của nè. Đây nè các bạn nè. Nè. Trời ơi có cái da nè. Trời ơi. Ngón tay của mình nè. Thấy các bạn nè. Trời ơi. Thấy các bạn nè. Trời ơi quá ghê luôn á. Đây các bạn nè. Ngón tay. Ngón tay. Trời ơi cái da rắn. Trời bá luôn. Rồi rồi. Để mình sẽ đặt ở đây. Mình sẽ lấy bẫy đặt ở đây hai cái kìa. Mình lùm tre một cái. Ngay đây một cái. Ngay góc kia một cái. Ba cái là thế nào cũng lùm đòn đó. Bỏ tay bỏ tay. Cắm ớt rồi gặp cái da quá bự khủng luôn. Tiếp tục tới hồ này các bạn. Hồ này mình có mới lấy cái cần này bị rớt một con rồi. Con nhỏ. Cá trê nhỏ các bạn. Sao chỗ kia mình cắm con ớt nó không ăn ta. Tối hôm qua thấy nó ở trên đó nó không ăn ớt ta. Ồ cần cái dính các bạn ạ. Cần cái dính biết con cá gì vậy. Cần này không dính nha các bạn. Hình như cái hồ này như mấy cần ta. 8 cần hay sao. Ồ cái này mùa nắng là mình rải. Rải cái gì ta. Bẫy ở đây là dính hết các bạn ạ. Rắn nó hay ra đây uống nước các bạn ạ. Ây da. Rồi cái này không dính hết mồi luôn bạn. Khi mình cắm ớt sao nó không ăn rồi. Ăn hay sảy rồi. Ồ đứt dây rồi. Sảy rồi. Ba cái lưỡi này. Phải không ta. Lát qua lại coi. Cần này không dính luôn bạn. Chỗ kia là. Ai da. Cần này bó tay luôn. Không dính luôn bạn, hết mồi. Qua được nước. Được bạn. Được. Cần này sang ớt không ăn ta. Không dính nha bạn. Bó tay thật. Bữa nay không vui rồi. Đây con cần đúng rồi. Mà sao con gì nó nhảy lên đây dữ vậy? Nó bị vô tới đây luôn rồi. Hỏng mồi lên luôn rồi. Bó tay thì chết. Ây da. 4. Ở đây con cần đúng rồi. Đây. Ủa sao lại nhảy lên trên trời không vậy?
con gì táp cái gì mà nhảy lên cây luôn nè các bạn ơi. Sao cần nhảy lên cây chứ ta, đập thế ta, cắm con gì mà trên cây. Ây da, ây da. Ủa dính con gì mà chắc phải treo. Ủa cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây nè, cá lóc ạ. Mày hả mày, mày hả mày, phải như vậy chứ. Con này cũng được à, cũng thơm à, thơm thơm à nha, cũng được các bạn, con này được. Cá lóc nha các bạn, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Rồi, để mình bắt luôn các bạn. Lại tiếp tục cá lóc. Đây, u con này chết các bạn ơi. Cứng rồi. Trời ơi, cá lóc bự ghê mà chết uổng ghê trời. Bó tay luôn các bạn. Ô còn con này ai nhổ lên cho ta? Cái gì? Bó tay luôn, ai cần chết rồi. Cần con chết mất tiêu rồi. Ô nãy nãy mình đi con hổ trâu bự ghê bạn. Hổ trâu nó ra nó bắt con gì ở đây to ghê luôn. Mà sao mình cắm quá để đặt hoài không chết. Con này nó quấn dây nó chết mất tiêu bạn ơi. Hổ trâu to ghê chứ. Để em xì lì luôn này, không chung mình đi ngang mình gặp thấy nó lụm hết rồi. Mùa mưa này là ô nắng này là rắn ra bờ, rắn ra hồ ghê các bạn. Rồi này bị dướng rồi, dướng cây rồi. Ồ, ra rồi này dính các bạn. Trời ơi, ổ trâu mùa này nó ra bờ rồi. Cũng ghê á, bẫy thì không dính, đi thì gặp nó, bỏ tay thì bẫy khu vực này biết bao lâu rồi. Mà thấy dính đâu. Cái lóc chết uổng ghê ta. Ồ cái này nó gị các bạn ơi, nó gị một cần quéo như cần luôn kìa. Chắc có dính thì cũng chết rồi. Chắc ra rồi. Rồi ra các bạn ơi. Còn dây không? Đây con này. Gị quấn luôn. Thua. Trâu nó ra mà mình đặt bẫy nó không dính ra. Nó đặt bẫy đây nè các bạn nè. Nó đặt bẫy trong đây nè, mình không dính. Mà bây giờ mình đi gặp nó con chà bá luôn. Con nó ký mấy. Thua. Đen xì lì. Nãy mình thấy nó là chụp rồi, tại vì mình thấy nó chạy thôi chứ không thấy. Chứ không có thấy nó nha các bạn. Bờ này cũng ngon lắm nè, mà đặt hoài không dính. Dưới đây mình có một cái. Nói chung này là thăm đêm á, được gần thăm ngày nó đi nó ra sảy hết rồi. Cái này ngon ghê lắm. Ôi, này sảy luôn ạ. Này chỉ có rê là ngon. Chúng ta thành quả bữa nay cũng nhiều á. Con cá trê bị hồ trên kia cắn đúng không? Dưới đây thì con cá lóc. Chỗ này con cá lóc chết. Để dính được hai con nữa. Ồ cái này nó kéo. Sảy luôn, kéo sảy luôn các bạn.
Kia không thấy giật các bạn ơi. Giật là dính rồi, không thấy giật là không dính rồi. Khi mà kéo mịp 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 thì mới dính. Thất bại rồi. Đây rồi. Có chủ vườn. Không dính vậy. Bữa nay trời con ngái sao bữa nay nó lên cao dữ ta. Thôi bữa nay chết quá, ngái không còn. Rồi bữa nay chết quốc. Sảy hết rồi. Đây cái hồ này rê cá lóc ngon lắm luôn bạn nha. Rê cá lóc tuyệt vời luôn. Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi bạn. Thôi mình xin kết thúc clip đây nha bạn. Chiều nay mình sẽ đi thăm bẫy các bạn ơi. Hôm nay là dính được thành quả đây. Thành quả của mình đây. Đây các bạn. Hai con cá lóc, con cá trê. Còn cái kia nó chết 1 con rồi, chết 3 con rồi. Tính ra bữa nay cũng thu hơn hơn bữa trước mà bị chết hết rồi. Hẹn các bạn clip tiếp theo nha các bạn.